bạn nào có nhu cầu mở liên quân hay free fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop hàng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello mọi người nha, mình là Kay đây. Mọi người ơi, hôm trước là mình có làm video à đi tán gái đúng không? Thì mình có xin được cái Facebook của em mà em Thư ấy mọi người, 2K5 ấy, thì em ấy đã chấp nhận rồi. Thì mình có nhắn tin xong là hẹn là được em ấy đi chơi luôn mọi người ạ. Đó thì mình rất là kiểu vui luôn. Thì mọi người biết đây là gì không? Đây là dầu gội mọi người ạ. Bây giờ là mình hẹn em ấy là chiều nay là đi kiểu dạng đi chơi á. Thì bây giờ người mình xấu bây giờ là mình sẽ tắm rửa các kiểu đó, tắm rửa các kiểu xong rồi chiều mình sẽ đi chơi, đi tán gái mọi người ạ. Đó thì bây giờ là đó, bây giờ mọi người nhìn mình xấu nghiện đúng không? Bây giờ là mình đi tắm trước đó mọi người ạ. Đi tán gái ít ra phải đầu nó thơm tho, xong người nó thơm tho tí đúng không? Bây giờ là mình sẽ đi tắm mọi người ạ. Mình vừa đi mua dầu gội xong bây giờ đi tắm á. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho để mà còn đi chơi với gái mọi người ạ. À, quá chuẩn luôn. Bà mồm thơm để mà còn nói chuyện với gái mọi người ạ. À, ok mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ đi Oh my god, đi chơi với gái mà quên mua áo mưa. Ok mọi người ơi, áo mưa đây rồi. Đó mọi người thấy không, bên kia là mưa rồi, bên này là chuẩn bị mưa. Mưa luôn mọi người ạ, à, không là ướt hết. Ok bây giờ tranh thủ đi thôi, tí mưa là mặc áo mưa vào mọi người ạ. À, trời mưa rồi mọi người ạ. À, ok mọi người ơi, hiện tại là mình đang ở quảng trường Điện Biên mọi người. Bây giờ là mình đang chờ gái. Ok đây, mọi người thấy áo của mình đẹp không? Áo như kiểu avatar luôn mọi người ạ. Đó thì mình có bán áo này, thì link áo ở mình ở để ở dưới phần mô tả và dưới phần comment nhá. Bạn nào muốn mua áo thì nhớ vào ủng hộ mình nha. Ở đâu thế nhỉ? Kia rồi mọi người ạ. À, ôi trời ơi, mờ. Ngại không? Ngại chứ. Bây giờ đi ăn cùng anh không? Đi ăn đâu? Hả? Đi ăn ở đâu? Bây giờ á? Ừ. Đi ăn đùi gà. Đi ăn ở đường 15m. Đi. Đang mưa không? Mưa quá mọi người ạ. Nhưng mà ông này nổi quá, cho mình đi chửi lúc nào mình không biết. Ô, anh méo thể nào luôn, anh quay video đấy thì ai ngờ anh có chưa tán tỉnh gì mà người ta đã ầm rồi. Mà có ảnh hưởng đến em không? Không ạ. Ok. Anh thấy ảnh hưởng quá. Người ta cứ chửi. Đây mọi người ạ. À, bạn của Thư đó. Cần lên xe anh đèo không? Wow. lên xe anh đèo. Lên đây ngài gì? Ông ngài. Lên. A few minutes later. Ok mọi người ơi, thì là đây là tụi mình ngồi ở đây mọi người ạ. Ngồi ngay dưới cây nhãn luôn, mọi người thấy cây nhãn xịn sò không? Hello. Ngại quá. Đây đồ đến rồi mọi người ạ. Bây giờ là anh lại quay à? Chứ không quay mặt đi. Lát nữa lại có à? Lát đấy lại có drama của em. Drama gì? Từ hôm trước à, cái kiểu à, quay chơi thôi, tưởng làm quen này nọ thôi, xong rồi về các bạn
rửa người yêu. À thế à? Bị chửi cha xanh luôn mà. Nani? Đâu, anh thấy bị chửi đâu, các bạn toàn khen em xinh mà. Khen gì, toàn bị chửi cha xanh ấy chứ. Không hiểu. Mình có yêu nhau đâu mà trà xanh, trà đỏ gì đấy. Đấy, thôi uống cốc ra đi. Yêu. Con không có bia rồi nhỉ? Con không có bia nhỉ? Ăn đồ. Uống bia không? Không. Mình chuyển sang ngồi đây để mà vào hình mọi người ạ. Yeah boy. Xong mọi người không? Không gì đâu. Bây giờ anh hỏi là em có người yêu chưa? Chưa. Anh hỏi thế thôi để còn biết né. Nếu có người yêu tự nhiên đang ngồi ăn đúng không? Tự nhiên là tí đang bay xuống giường. What the hell? bay xuống đường. Bay xuống đường, hiểu. Anh hơi ngọng một xíu. Không, kiểu như lần đầu anh đi chơi cùng gái nên hơi ngại ấy, nên hơi bớ ngớ rồi. Hôm trước anh đăng cái video đấy lên là mọi người hơi nói em nhiều quá thì có gì thông cảm nhé. Thôi ăn đi. Ok mọi người ơi, tụi mình ăn xong rồi mọi người ạ. Xong, chưa xong. Vẫn còn ăn. À anh có quà tặng em này. Wow. Từ. Đây. Đây. Áo đấy. Áo này anh bán đấy. Yêu anh. Em thích màu hồng không? Thích. Đẹp. Trên vải ok đấy chứ. Good job. Sau một hồi ngại nhau bây giờ tụi mình đã tự nhiên rồi mọi người ạ, nên nói chuyện tự nhiên lắm. Wow. Kiểu như không ngại ngùng ấy, tự nhiên như thế. Wow. Cho nó không ngại ngùng luôn. Ok bây giờ Thư về đúng không? Bye bye. Tối đi chơi nhé. Ok. Bye bye. Bye nhá. Bye. Về rồi mọi người ạ. Thư bây giờ là về rồi. Ok mọi người ơi, thì mình đã về đến nhà rồi mọi người ạ. Mẹ đi chơi với gái xong kiểu mình ấp á ấp úng kiểu gì không biết nói gì luôn á. Xong cứ cả hai người ngồi nhìn nhau à. Nên chắc là Thư chán quá nên là về mọi người ạ. Ok thì Thư bảo là tối nay đi chơi các kiểu á. Xong là tối nay mình đi chơi mình sẽ thử tỏ tình, mình thử ngỏ lời thì làm người yêu xem như thế nào nhá. Tuy là mới quen 1-2 ngày thôi nhưng mà gì nhỉ? Không lòng vòng đó. Ok mọi người, chắc video của mình đến đây là kết thúc thôi. Nếu mọi người thấy hay mọi người đừng quên like chia sẻ giúp mình nha. Bye tất cả mọi người.